Tân Nương được đối sư phụ trang điểm. Có bốn người bị hại, và đêm họ bị hại đều đang trời mưa. Vụ án giết người liên quan có bốn điểm chung, tức là họ đều được đối sư phụ trang điểm. Thì ra bệnh chó giải là giả. Ngươi đừng quên, giấy bán thân ngươi đã chấp nhận ký tên vào rồi. Phải trừng trị tên xấu xa này, dành lại đứa con cho cô. Đối sư phụ chính là phạm nhân Phạm Chí Bằng mà trước đây đi giết người bỏ trốn. Vì phải tiếp xúc với các quý nữ đã khơi dậy tâm ma nên nảy sinh động cơ giết người. Đồng Lâu, chỉ trong một tháng ngắn ngủi thì cậu đã phá được vụ án giết người liên quan. Các đại thần trong thành cùng ký tên bẩm báo với triều đình, biểu dương công tích của cậu, công tăng ba bậc. Hoàng thượng cũng rất hài lòng. Đó cũng nhờ ân sư đề cử, Đồng Lâu chỉ làm tròn bổn phận của mình, có thể phá được án. Thật ra cũng nhờ công lao của Thập Nghĩa Muội. Hoàng thượng cũng được nghe cậu và Thập Nghĩa Muội hợp tác vô gian, cho nên bây giờ có một vụ án quan trọng khâm điểm cho hai người điều tra. Việc điều tra cần có thời gian, Giang đại nhân sẽ cho hai người một căn nhà lớn. Đông Lâu nhân đây xin cảm ơn. Lần này hai người phải điều tra giùm vụ án mất cấp. Hơn nữa còn là vụ án bị mất cấp vào 30 năm trước. Vụ án mất cấp vào 30 năm trước? Vậy bị mất cái gì? Chuyện này kể ra thì rất dài dòng. Vào 30 năm trước, Đại Minh ta và nước Thiên Trúc kết bang chi hảo. Nước Thiên Trúc đã mang sang một cuốn dưỡng sinh bảo điển. Hơn nữa do thần Tăng Thiên Trúc đích thân mang vào cung, nhân đó quảng kết thiện duyên. Về sau bảo điển này vẫn chưa có người tu luyện, thì ở trong cung đã vô cớ bị mất, từ đó không rõ tung tích. Vậy dưỡng sinh bảo điển là gì vậy đại nhân? Đó là cuốn bảo điển tu luyện khí công, nếu luyện thành công sẽ kéo dài tuổi thọ. Nhưng dưỡng sinh bảo điển bị mất nhiều năm, tại sao đến bây giờ mới tìm kiếm tung tích của nó chứ? Trước đây nước Thiên Trúc cho mượn bảo điển, nói rõ thời hạn là 30 năm. Lúc mất cấp, đúng lúc Tiên Dương băng hà, hoàng thượng tuổi nhỏ đăng cơ, trong cung biến đổi rất nhiều chuyện. Chuyện này dần dần cũng bị lãng quên. Nhưng đến nay thời hạn đã cận kề. Trước khi đến thời hạn giao trả vẫn chưa tìm được dưỡng sinh bảo điển thì sẽ làm nhục quốc thể Đại Minh của ta. Nếu dàn xếp không được tốt sẽ dẫn đến thù hận cho hai nước, thậm chí là chiến họa. Cho nên hoàng thượng hạ lệnh trước thời hạn giao trả phải tìm cho được dưỡng sinh bảo điển. Chuyện này đã giao cho lão phu toàn quyền giải quyết, và khâm điểm cho cậu cùng Thập Nghĩa Muội kết hợp với hai danh bộ Nam Bắc là Tiêu Thiên Nam và Kiều Chấn Bắc cùng truy tìm tung tích của bảo điện. Thật không? Trước đó tôi cũng từng nghe danh tiếng của hai vị danh bộ này, bây giờ có thể cùng họ điều tra vụ án thật sự là vinh hạnh cho Thập Nghĩa Muội này. Nhưng mà ân sư, nếu muốn tìm ra trước thời hạn xem ra không dễ dàng. Chuyện càng khó thì càng là thời cơ tốt để phát huy tài năng. Thủy đại nhân yên tâm, có Thập Nghĩa Muội này cùng ông song kiếm hợp bích, nhất định sẽ tìm được dưỡng sinh bảo điển. Thập Nghĩa Muội, sao hả? Đang viết gì vậy? À, bắt chước người ta viết tấu thiếp hả? Chuyện đó rất khó, sao mà biết viết chứ? Huynh đến đây làm gì? Đến coi có manh mối không. Viết gì vậy? Cho huynh coi cái coi. Viết thư cho mẹ. Cho huynh coi nhưng mà. Không cho. Cho huynh coi đi. Không cho. Cho huynh coi. Không cho. Cho huynh coi đi. Thập Nghĩa Muội, muội mà không cho huynh coi huynh không coi nữa. Huynh ra ngoài đây,
Có chữ nào không biết đừng hỏi huynh nghe ha, đừng hỏi nha. Ê, thật tình là có chữ không biết viết. Huynh rộng lượng sẽ không chấp nhất đâu. Ở chỗ này thấy nhức mỏi quá. À, sao chữ nào không biết viết? Ngọc Bạch Tương Kiến. Đơn giản gì cũng không biết. Ngọc Bạch Tương Kiến mùi biết ý gì rồi không? Mùi viết thư cho mẹ mà. Nhưng mùi viết câu này liệu có làm mẹ hiểu lầm không? Huynh không có làm gì hết, lỡ chém mùi chết thì sao? Gì chứ, mùi muốn nói với mẹ là ở kinh thành có rất nhiều ngọc, nhưng mà mùi lại không biết viết chữ ngọc. Với lại ở đây có loại tơ bạch rất là đẹp, mùi lại không biết viết chữ bạch. Hơn nữa, mùi muốn nói với mẹ mùi là dạng tiểu thư Tương Kiến vui vẻ. Mùi không biết viết chữ Tương Kiến, vậy tức là Ngọc Bạch Tương Kiến. Đó, làm huynh hết hồn. Ngọc Bạch Tương Kiến phải chuyện đùa đâu nghe. Có làm thì không nói, không có làm thì không đáng. Trừ khi chúng ta thật sự... Thủy Đông Lâu đáng ghét, lúc nào cũng bắt nạt mũi, quý đừng có mơ. Chữ bắt nạt cũng đừng tùy tiện nói, không phải là chuyện đùa đâu, có biết không? Vậy thì quý đừng có bắt nạt mũi. Không bắt nạt mũi cũng được, trừ khi cho huynh viết thư giùm mũi hả? Sao huynh không viết thư đi? Thập nghi mũi. Đợi huynh giải quyết xong chuyện ở phủ Thái Bảo, huynh sẽ đích thân đến nhà hỏi cưới muội. Muội chịu không? Huynh lại đùa nữa hả? Muội không tin hả? Vậy huynh chứng minh cho muội coi. Thấy không? Nếu nói dối nhịp tim sẽ đập mạnh hơn. Thôi được, huynh hãy hứa với muội là sau này không được uống rượu qua nữa. Thôi được. Huynh nói dối, tim đập thình thịch kìa. Không phải, là muội nói dối đó. Không được, huynh phải kiểm tra nhịp tim của muội. Ê, huynh đừng mơ. Thập cái muội, cho huynh kiểm tra đi. Đừng đánh gần nha. Cho huynh kiểm tra đi mà, thập cái muội. Đông Lâu à, có chuyện nói với ta phải không? Ân sư. Ân vua rộng lớn ban cho ta nhất phẩm đại hồng bào. Lâu nay ta đều rất quý trọng, mỗi khi rất ít khi đem ra uống. Hôm nay, cậu từ từ mà thưởng thức. Đông Lâu đã phụ lòng của ân sư. Đông Lâu, có chuyện gì đứng lên đã. Đừng ngại, nói thẳng ra đi, đứng lên. Ân sư một tay nâng đỡ Đông Lâu, còn hứa gả lại quân cho Đông Lâu. Nhưng Đông Lâu không những phụ lòng hậu ái của ân sư, càng phụ ân tình mà lợi quân dành cho Đông Lâu. Đông Lâu không thể thành thân với lệ quân, vì Đông Lâu đã có ý trung nhân. Thủy Đông Lâu, quân đã yêu ai? Thập Nghĩ Mùi là cổ. Huynh nói dối. Thầm nghĩ mọi có gì tốt, tại sao huynh yêu cổ chứ? Những chuyện tình ái thật sự khó mà giải thích. Thật ra từ đầu Thủy Đông Lâu đã yêu cổ. Huynh gạt muội. Lâu nay huynh vẫn gạt muội. Tôi không có ý gạt cô, chỉ tại bản thân Đông Lâu cũng không biết được. Bắt đầu từ khi đối sư phụ âm mưu với cổ, Đông Lâu mới biết mình không thể mất cổ. Tóm lại muội không cần biết. Muội dành hết tấm lòng cho huynh thì huynh nên dành hết tấm lòng cho muội. Hơn nữa chúng ta đã có hôn ước trước, sau này huynh chỉ có thể yêu một mình muội mà thôi. Huynh chỉ có thể cưới một mình muội mà thôi. Xin lỗi lệ quân, chuyện tình cảm thật sự không thể miễn cưỡng. Cho dù miễn cưỡng ở bên nhau cũng không có hạnh phúc. Muội không cần biết có hạnh phúc hay không, muội chỉ cần có huynh. Đông Lâu không thể sai lầm tiếp diễn. Huynh nhất quyết không cưới muội phải không? Xin lỗi. Thôi được, muội sống cũng không có ý nghĩa nữa. Lệ quân, đừng mà Lê Quân. Lê Quân, gọi đại phu. Ân sư, Lê Quân sao rồi? Giang tiểu thư không chịu được đả kích nên thần trí bị rối loạn, đó là tâm bệnh, tuyệt đối không thể để cổ bị đả kích, bằng không sẽ khó mà trị khỏi. Cảm ơn, làm phiền đại phu ra bên ngoài cho giùm đơn thuốc. Được. Lâu nay ta vẫn nghĩ hai đứa đều yêu thương nhau nên mới hứa gả lệ quân cho cậu. Tất cả là lỗi của Đông Lâu đã phụ hậu ái của ân sư. Nhưng Đông Lâu sẽ không để sai lầm tiếp diễn. Xin ân sư rộng lượng bỏ qua. Vậy kêu ta làm sao đối mặt với lệ quân đây? Ta cũng không muốn lệ quân mất hạnh phúc cả đời. Nhất thời lệ quân nó không thể chấp nhận. Chuyện này cũng khó giải quyết trong một sớm, cần phải có thời gian.
mới có thể giải quyết êm xuôi. Ta có chuyện gấp phải rời khỏi kinh thành, lập tức rời khỏi kinh thành. Thời gian ta rời khỏi kinh thành, cậu chăm sóc Lệ Quân cho tốt. Sẵn khuyên giải nó, đừng nhắc tới chuyện quỷ hồn, để tránh nó bị đả kích nữa. Mọi chuyện để ta hồi kinh rồi hẳn tính. Xin nghe theo lời dẫn của ân sư. Long Long, huynh đừng đi, huynh đừng rời xa muội. Huynh không có đi, đại phu nói muội cần phải nghỉ ngơi. Tiểu Ngọc, dạ, hãy chăm sóc cho tiểu thư. Huynh đi lấy nước cho muội. Có phải huynh định đi không? Có phải huynh định bỏ mặc muội không? Huynh đã nói là không có đi mà. Huynh đi gặp thập nghĩa muội. Lại quân à, muội không cho phép huynh rời khỏi muội. Muội không cho phép huynh đi gặp thập nghĩa muội. Đại phu nói muội không thể bị kích động được. Huynh đừng nói nhiều nữa, muội phải lập tức thành thân với huynh. Người đâu? Dạ tiểu thư. Phong tỏa hết các cánh cửa, không được ta cho phép, đừng để thủy đại nhân rời khỏi đây. Dạ tiểu thư. Lại quân, sao muội có thể làm vậy? Muội không thích huynh đi gặp thập nghĩa muội. Muội không muốn huynh rời khỏi muội nửa bước. Huynh nhớ kỹ, Thủy Đông Lâu huynh là của muội, bây giờ của muội, sau này cũng của muội. Tiểu Ngọc, cô hãy chuyển lá thư này cho thập nghĩa muội giùm tôi. Không được đâu, tiểu thư mà biết sẽ đánh đồ tỳ chứ. Cô không cho tôi ra ngoài, chứ đâu có nói là không cho tôi gửi thư. Cô hãy giúp tôi việc này, tôi sẽ không bạc đãi cô. Tất cả nhờ cậy vào cô. Ngươi thật là to gan, ngươi dám cám dỗ Đông Lâu của ta. Tay nào của ngươi đã đụng vào Đông Lâu, hãy chặt ra, tự chặt ra đi. Có phải đâu tiểu thư à, anh Thủy đại nhân nhờ nô tỳ gửi lá thư này giùm tôi. Sao cô lại xé rách lá thư của tôi? Sao lại không được? Thư này huynh viết cho thập nghĩa muội. Muội nói cho huynh biết, muội cấm huynh không được nhắc đến cổ nữa, cấm huynh không được nghĩ đến cổ nữa. Sao cô lại bướng bỉnh ngang ngược vậy? Đúng lý ra muội muốn đối xử tốt với huynh, chỉ tại huynh không biết điều thôi. Muội đối với huynh có tình có nghĩa, không hề chơi suốt thân của huynh chỉ là một chức quan thất phẩm nhỏ nhoi. Huynh phải biết ơn muội chứ. Trong lòng huynh đúng ra phải có muội, không được có người khác. Nếu huynh dám phản bội muội, muội sẽ không nương tay đâu. Cô định làm gì? Huynh là người của muội, muội sẽ không làm gì hại huynh. Kẻ muội đối phó là nó. Sẽ làm gì cổ? Chặt tay cổ à? Lệ Quân, sao cô có thể làm vậy? Cô ngang ngược quá. Không phải muội ngang ngược, muội chỉ đánh nó 30 rồi, sau đó đuổi nó ra khỏi phủ. Đừng. Đó gọi là giết gà răng khỉ. Cảnh cáo con khỉ đó, sau này đừng tạo phản trước mặt muội nữa. Người đâu, lôi nó ra ngoài. Dạ thưa. Đừng tiểu thư à, sau này nó chỉ không dám nữa. Tại sao phải làm vậy chứ? Tiểu thư, tiểu thư. Quân can thiệp, muội sẽ chém đầu nó ra luôn. Muội nói cho quân biết, kẻ nào thấy ghét thì muội không muốn nhìn thấy kẻ đó nữa, kể cả thập nghĩa muội của quân. Muội nói cho quân biết, nếu quân còn dám gặp cổ, muội nhất định không tha cho cổ đâu. Muội và quân sắp thành thân rồi, quân hãy ngoan ngoãn chờ làm tân lang của muội đi, được không? Giang Thái Bảo gả con thật long trọng. Nội trong một ngày có thể làm đủ tam thư lục lễ, chỉ có phụ Thái Bảo mới làm được thôi. Nè xin lỗi nha, tối nay dặn tiểu thư thành thân sao? Trời ơi, sáng nay chúng tôi mới nhận được thiệp thì tối nay bái đường thành thân rồi. Sao lại gấp quá vậy? Chẳng hay hay gì có biết công tử nhà nào mà may mắn quá vậy hay không? Thì chính là Thủy đại nhân, người đã phá vụ án giết người liên quan đó. Thủy Đông Lâu. Chắc chắn là không phải rồi, hai vị nhầm lẫn rồi. Trời ơi, tân lang mà cũng nhầm lẫn hay sao? Coi tấm thiệp nè, giấy đỏ mực vàng ghi rõ ràng. Tránh ra, đừng cản trở ta gặp Thủy Đông Lâu. Tiểu thư nhà tôi có lệnh, cô không thể vào gặp Thủy đại nhân. Thủy y này, ta tuyệt đối không mặc. Ta tuyệt đối không thành thân với cô. Cô bỏ ý định đó đi. Bây giờ khách đến đông đủ, huynh vẫn không chịu thành thân với muội sao? Huynh khí muội không còn mặt mũi, muội sẽ chết cho huynh coi. Tiểu thư này, đừng muội mà chết, coi huynh làm sao ăn nói với cha muội. Thủy Đông Lâu, ra đây. Thập nghĩa muội, cô tự ý xông vào phủ Thái Bảo, hãy mau chuyện hàng đi. Không gặp Thủy Đông Lâu, ta sẽ không đi đâu. Cô còn lấy cái chết để ép buộc, mà tôi còn làm theo cô nữa thì sẽ làm mất hạnh phúc cả đời của tôi và cô. Tôi sẽ hổ thẹn với ân sư. Đợi cô tự vẫn rồi, tôi sẽ lấy cái chết tha tội với ân sư. Thôi được,
thương mà Huynh phải chết. Muội nói cho Huynh biết, sống Huynh là người của muội, chết là ma của muội. Thập nghĩa muội không giành được Huynh đâu. Ra tay đi. Huynh ghét muội đến như vậy sao? Tiểu thư, thập nghĩa muội xông vào phủ Thái Bảo, đã tiến vào đến tận đây, còn đánh nhau với tứ đại hộ vệ của phủ chúng ta. Thập nghĩa muội, bắt hắn lại. Thập nghĩa muội, bắt hắn lại. Thả ta ra, thả ta ra. Huynh nói với thập nghĩa muội phải không? Được. Huynh và muội không cần phải chết. Nếu như Huynh không thích, Huynh có thể từ chối cưới muội. Cô lại muốn sao? Hãy truyền lệnh của ta, thập nghĩa muội xông vào phủ Thái Bảo, lấy cắp cơ mật của triều đình là tội chết. Nếu người nào có thể lấy đầu của nó về cho ta, ta sẽ trọng thưởng. Sao cô có thể bị ra chuyện để dùng cổ vào con đường chết? Chính Huynh đã ép buộc muội phải làm như vậy. Kẻ hại chết thập nghĩa muội là Huynh. Huynh phải hối hận suốt đời. Suốt đời. Thứ dạng lễ vương này không giành được, không ai có thể giành được cả. Mau thả Thủy Đông Lâu ra. Hôm nay ta quyết phải cứu đại nhân ra. Dừng tay. Thủy Đông Lâu. Cô đến đây làm gì? Muội đến đây làm gì? Huynh đang làm gì vậy? Cô không thấy sao? Tôi và Lệ Quân muội thành thân. Huynh thành thân với cổ thật sao? Khách đến đông đủ không lẽ còn giả sao? Nhìn cô kìa, coi giống cái gì? Cô đừng ở đây gây sự nữa. Cô đi đi. Có phải Dạng Thế Bảo buộc Huynh thành thân với Dạng tiểu thư không? Huynh đừng ngại nói với muội đi. Dạng Lệ Quân này phải buộc Huynh ấy thành thân với ta sao? Đông Lâu, Huynh nói cho cổ đi. Đúng vậy, tôi và Dạng Lệ Quân đã có hôn ước. Có hôn ước? Sao muội không biết? Cô không hỏi sao tôi phải nói cho cô biết chứ? Huynh đã có hôn ước, tại sao tối hôm qua Huynh lại nói là sẽ hỏi cưới muội chứ? Đàn ông ăn nói là như vậy, vậy mà cũng tin, thiệt tình á. Hơn nữa mọi người đều biết Thủy Đông Lâu này luôn có thói phong lưu, nhất thời thấy vui vẻ nói những lời nào là yêu cô, rồi muốn cưới cô, chỉ là câu cửa miệng thôi. Chà, xuân qua thu nguyệt họ nghe cũng chán luôn rồi. Thì ra trước giờ Huynh đều gạt muội. Một mình Thủy Đông Lâu này đến huyện Lương Tài, suốt ngày điều tra xử án rồi lại xử án điều tra, thấy chán. Thấy thập nghĩa muội cô rất dễ thương nên đùa với cô. Ai ngờ cô tưởng là thiệt hả? Đâu phải, cô không biết đâu. Cô không biết chữ mà. Tôi là quan, dựa vào đâu mà cô đòi làm tri huyện phu nhân? Cho nên cô đừng lên đây gây sự nữa, tôi còn phải bái đường thành thân. Cô đi liền cái đi. Muội biết là Huynh không phải là hạng người này, có phải Huynh có nỗi khổ gì không? Phải rồi, phải rồi. Sợ cô quá. Cô nhất thiết không tin đó, tôi và Dạng Lê Quân đã có hôn ước hả? Từ đầu đến giờ cô là kẻ thứ ba đó. Cô vừa lòng chưa? Miệng tôi không có rung, tim tôi không có đập. Bây giờ cô tin chưa? Muốn Thủy Đông Lâu này yêu cô hả? Rất đơn giản thôi. Hey, giống như Dạng Lệ Quân đây nè, tiểu thư khuê cát thì tôi sẽ yêu liền à. Còn có người cha là Thái Bảo, giúp Đông Lâu một bước lên mây nữa. Cô nghe thấy chưa? Cô thử biết Thủy Đông Lâu này có chí lớn mà. Nếu cô còn yêu tôi, đi mau đi, đừng có cản trở tiền đồ. Tôi xin lỗi, đã làm phiền. Mọi người vào trong đi. Dạ, tiểu thư. Tôi đã thực hiện lời hứa của tôi, đuổi thập nghĩa muội đi. Cô làm ơn, đừng hại tới cổ nữa. Dạng Lệ Quân này dám nói là dám làm, vì phu quân của muội giữ sĩ diện lại cho muội. Tôi chỉ nhận lời cắt đứt quan hệ với thập nghĩa muội, chứ không hề nói là thành thân với cô. Hỷ đường này đã bị con chó điên thập nghĩa muội phá hoại hết rồi, cả khách quý cũng bị nó đuổi về. Cho dù bây giờ Huynh muốn thành thân với muội, muội cũng không chịu đâu. Thủy Đông Lâu, Huynh nghe cho kỹ đây. Bây giờ muội không thành thân với Huynh là vì muội phải đợi cha muội về để tổ chức hôn lễ hoàn hảo nhất, chấn động nhất kinh thành này. Muội phải cho khắp kinh thành này biết Thủy Đông Lâu Huynh là phu quân của muội. À,
không có Thủy đại nhân ở đây mà Huyện Lương Tài này vẫn thái bình ha. Phải đó, rảnh rỗi quá thấy dáng tanh ghê. Nè, gần đây cô Tú ít ra tìm canh lắm hả? Ở nhà giữ con mà, muốn tìm cô có chuyện gì hả? Ở đâu có gì, ở đâu có gì. Thật ra giữ con cũng tốt, có đứa con tốt rồi. Chết rồi, sao sao da mặt đầy máu, bé An đã mất tích rồi. Bé An mất tích, thật ra mọi chuyện là sao? Không biết nữa, tôi dắt nó đi chợ, xoay người lại thì không thấy nó đâu nữa. Có khi nào nó về nhà rồi? Tìm khắp nhà rồi nhưng không thấy. Trời ơi, không biết có phải tên lại nhân đã bắt bé An đi hay không. Cô đừng có lo, chúng tôi sẽ giúp cô. Chúng tôi nhất định giúp cô tìm lại bé An. Phải đó, con lập tức cho người canh gác cửa thành, cho dù tên lại nhân bắt bé An cũng chạy không thoát. Vậy bảo đi đi, chúng tôi qua đó tìm. Làm sao đây, chắc chắn đã bị hắn bắt rồi. Cô đừng có lo mà, không có sao đâu. Đó, bé An kìa. Bé An. Nhân chị sợ. Bé An. Trời ơi, sao con lại hư quá, một mình con chạy đến đi làm gì? Con muốn giống như họ được đi học. Tính tương cận. Tính tương cận. Con muốn đi học hả? Tập tương diễn. Nhân chi sư. Nhân chi sư. Mẹ ơi, con muốn đi học. Tính bổn thiện. Tính bổn thiện. Tính đúng thôi. Với tuổi của bé An cũng nên đi học để biết chữ. Tập tương diễn. Nhưng mà tư thục này không phải ai cũng có thể vào học được. Phải. Tư đạt tư thục này chỉ có con cháu của đạt quan quý nhân mới vào học được. Nhưng bé An thích mà. Nói thích cũng vô ích thôi. Thường dân như chúng ta làm sao mà vào học được. Bé An à, có phải con thích đi học để biết chữ không? Thúc thúc dạy con trước nha. Dạ được chị thúc thúc. Sư sư gia, thực sự huynh đã giúp mẹ con tôi quá nhiều rồi. Tôi không dám làm phiền huynh nữa. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ cố gắng kiếm tiền. Một năm sau tôi sẽ có thể đưa bé An đến những tư thục rẻ hơn để học. Cảm ơn huynh. Đi con. Nét này dài một chút. Dạ. À, sở sư gia, quên thiệt tốt bụng. Hơi rảnh rồi, vậy bé An học chữ hả? Nè, đây là chữ An đó, bé An đó. Nhẹ tay một chút nha, chỗ này mạnh một chút. Đó có đẹp không? Bé An. Mẹ ơi. Dây này là chữ Túc Túc tặng cho con, có đẹp không mẹ? Chữ Túc Túc tối ngày mai con được đến tư thục. Làm phiền huynh quá sở sư gia. Chuyện đến tư thục, tụi tôi sẽ nghĩ cách. Tôi biết cô định đưa bé An đến tư thục ở ngoài thành phải không? Nhưng mà ở đó rất hẻo lánh, còn phải đợi một năm sau nữa. Phải đó cô Tú, đường xá xa xôi, lỡ mưa to gió lớn cô sẽ biết cực nhọc á. Phải, tôi và lão sư ở tư thục hôm qua là chỗ quen biết. Sẵn bây giờ bé An muốn đi học thì cho nó đi học đi. Nếu không sau này nó mê chơi quá thì rất khó dạy đó. Phải đấy mẹ ơi, con muốn đi học liền bây giờ. Sử sư gia, tôi nợ huynh rất nhiều tình nghĩa, sao dám làm phiền huynh nữa. Nếu cô muốn đền ơn cho tôi thì dễ dàng thôi. Chỉ cần mỗi ngày cô đem canh đến nha môn cho tôi uống là được rồi. Vậy cảm ơn huynh. Quyết định vậy đi. Ngày mai tôi chuẩn bị gian phòng tứ bảo rồi đưa bé An tới tư thục. À thôi, tôi phải tới nha môn lo chút chuyện. Nè bé An, sau này phải ngoan ngoãn học hành, đừng phụ lòng bông mẫu của mẹ con, nghe chưa? Tôi đi ha. Phu kia đi, chồng này tới. Nè, mặt đi mau, con nói gì vậy? Cô và sử sư gia thực sự không có gì đâu. Không có gì, sao bắt cô mỗi ngày đem canh đến ông uống? Không có gì, sao ông lại đem nghiên mực mà mình quý nhất cho lão sư ở tư thục để họ xem xét nhận con của cô vào học? Cô ấy đem nghiên mực của mình tặng cho lão sư. Cô Tú à, bây giờ cô vẫn còn sức quyến rũ thì mau tìm chỗ dựa cho tốt đi. Là quyến dụ hả? Không phải quyến dụ mà là quyến rũ. Quyến rũ là sao? Trời ơi, nhìn cô như chồng chết vậy à. Quyến rũ là phải cười thật tươi. 1, 2, 3 cùng nói nha. 1, 2, 3. Quyến rũ. Vậy mau tìm chỗ dựa đi ha. Có thật là mình còn sức quyến rũ không? Quyến rũ. Sử sư gia. Ủa cô Tú. Chà, cô đem cái tới thiệt hả? Tôi chỉ tới chơi thôi. Huynh giúp bé ăn rất nhiều, cô phải cảm ơn chứ. Qua đây cậu. À, cô ngồi bên này đi. Bên đó gió lớn lắm. Ở đây ngày hướng gió đó. Sử sư gia, đối với sự mẹ con tôi rất tốt. Thật lần tôi không biết làm sao báo đáp huynh. Cô đã báo đáp tôi đi nè. Chà, thơm quá. Nói thiệt nha, nguyện biết huynh bấy lâu mà không có lần nào không làm phiền huynh. Tại sao huynh lại tốt với tôi quá vậy?
Thì duyên phận đó. Thật ra mỗi lần tôi thấy bé An thì là nghĩ tới bản thân của mình. Mẹ tôi cũng là quá phụ nuôi con mà, từ nhỏ cho ăn học rất cực khổ. Nhưng mà vậy tôi thấy bé An cũng giống như tôi, có một người mẹ tốt, cho nên tôi hiểu một người phụ nữ phải nuôi đứa con là rất cực khổ. À, cái gì vậy? Ý Quỳnh muốn nói nếu không có bé An thì Quỳnh sẽ bước thẳng qua, không có ngó ngàng đến tôi, không giúp tôi hả? Ừ, vấn đề này thật sự tôi chưa nghĩ tới, nhưng có thể là cô nói đúng đó. Nếu không có bé An có lẽ chúng ta không có dịp gặp nhau đâu, phải không? Có nhiều chuyện cũng không xảy ra. Cô vẫn là cô, tôi vẫn là tôi, không ai xâm phạm ai hết. Đây là cái gì ạ? Vậy tôi hiểu rồi. Thì ra Quỳnh làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì bé An. Ừ, nói thật nha, bé An nó rất là kháo khỉnh. Cái gì vậy? Thì ra người Quỳnh thương lại là bé An. Nói thật chứ, mỗi lần gặp bé An á là tôi muốn nựng má nó đó. Cái gì ạ? Cảm ơn Quỳnh sự sự dạ. Quỳnh đã giúp tôi và bé An rất nhiều. Không phải, chỉ giúp mình bé An thôi. Tôi may mắn là mẹ của nó nên mới dựa hơi của nó. Cô Tú, cô không sao chứ? Bé An là con trai của tôi. Ngày mai đích thân tôi sẽ đưa nó đến tư thục. Không dám làm phiền Quỳnh sử sư gia. Ngày mai tôi rảnh mà. Nè, cô Tú, cô đi đâu vậy? Đang nói chuyện chứ không bỏ đi. Bộ bị bệnh hả? Bé An. Chế Thúc Thúc, mày sao lại còn đi chơi vậy? Trời ơi, mặt mày lấm lem hết rồi. Mẹ con đâu? Con không biết. Ai, con có biết làm mẹ hay không vậy? Thúc Thúc đưa con về tiệm canh nha. Hả? Đặt rồi, rút tay ra nghe. Giác đi cho đặt cá. Ờ, lại cá hả? Trời ơi, nhiều giác cá mà. Được rồi, đặt bao đi. Quy đi, quy đi, quy đi. Đặt rồi, lấy tay ra nghe, khôi ra. Rồi, thấy chưa? Đã biểu cô được đặt cá mà. Thôi, thôi, tiếp. Cô Tú ơi, cô đặt gì hả? Nè, cô Tú đặt gì hả? Rồi, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Đi theo cô. Làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra đi. Tới đây. Buông tay tôi ra. Tới đây, sao cô làm cái gì kỳ cục vậy? Bỏ bé An đi lung tung, còn mình tới đây cờ bạc. Như vậy bé An dễ học hư lắm đó. Nó có đến tư thục mà, có lão sư dạy mà, làm sao mà học hư được. Nó mà theo tôi chỉ biết có bầu cua tôm cá thôi. Cô biết vậy là tốt rồi. Đi đêm rồi còn chưa sợ tối. Tôi không muốn bé An có người mẹ giống như cô mê cờ bạc. Cảm ơn Quỳnh đã đưa bé An đến tư thục học. Nhưng mà Quỳnh đừng có nghĩ làm như vậy sẽ quản lý luôn tôi. Quỳnh là gì của tôi chứ. Cho dù tôi có thắng lớn hay là thua sạch túi cũng không có liên quan đến Quỳnh. Chứng nào tận đấy. Hồ nhã không thể trát tường mà. Tôi mê cờ bạc là chuyện của tôi. Bộ tôi đạp trúng đuôi của Quỳnh sao? Ê, khoan. Quỳnh có bạc dụng không? Cho mượn chút đỉnh gửi vốn đi. Không có. Thôi tôi chữa rồi. Mẹ ơi, đừng cãi nhau với sự thúc thúc. Cờ bạc là không đúng đâu. Không phải là mẹ mê cờ bạc, mẹ chỉ làm bộ thôi. Mẹ không muốn nợ người ta quá nhiều, con có hiểu không? Mời hai vị đại nhân vào đây. Thủy Đông Lâu ngưỡng mộ đã lâu, nay mới được gặp mặt hai vị danh bộ. Thủy đại nhân khách sáo, tại hạ Tiêu Thiên Nam. Chào Tiêu Thiên Nam. Tại hạ Kiều Chấn Bắc, cũng ngưỡng mộ quy danh của đại nhân đã lâu. Chào Kiều Chấn Bắc. Mời hai vị danh bộ qua đây ngồi. Mời. 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 Hôm nay tại hạ và Kiều Huynh cùng với Thủy đại nhân phụng lệnh của hoàng thượng cùng truy tìm Dưỡng Sinh Bảo Điển. Chẳng hay đại nhân có ý kiến gì về chuyện này? Bổn quan cho rằng Dưỡng Sinh Bảo Điển bị mất trong cung, có phải nên bắt đầu điều tra từ trong cung không? Đúng vậy. Tại hạ và người ở nội viện ở trong cung có quen biết. Tại hạ sẽ đích thân vào cung điều tra xem sao. Coi 30 năm trước khi bảo điển bị mất cấp đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ từ đó mà tìm được manh mối. Kế hay. Còn tại hạ sẽ đến giang hồ thăm dò coi có manh mối gì về bảo điển hay không. Cách đó cũng hay. Trước đây thần tăng Thiên Trúc đến thăm là do Bồ Đề Đại Sư ở Bồ Đề tự tiếp đãi. Bồ Đề Đại Sư lại thành thạo Phạn Văn Thiên Trúc. Còn Dưỡng Sinh Bảo Điển là được viết bằng Phạn Văn. Xem ra bổn quan phải đến thăm hỏi Bồ Đề Đại Sư coi có tìm được manh mối gì không. Vậy thì tốt quá. Chúng ta chia nhau ra điều tra và giữ liên lạc với nhau, mau chóng tìm ra tung tích của bảo điển. Hay lắm. À phải, nghe nói Thủy đại nhân có một trợ thủ đắc lực là Thập Nghĩa Muội. Hai người, người văn người võ rất là hợp ý, được gọi là song tuyệt. Sao hôm nay không thấy cũ? Phải đó. Kiều mộ cũng muốn biết mặt vị nữ trung hào kiệt đó và võ nghệ của nữ bộ khoái. Phải đó. Thập Nghĩa Muội của
Những gì cô ta làm được thì tôi cũng làm được. Sau này tôi sẽ trợ giúp Thủy Đại Nhân hợp sức bắt hung thủ quy án. Thủy Đại Nhân, vị tiểu thư này là... Vị này là Vạn Lệ Quân, con gái của Vạn Thái Bảo, Vạn Đại Nhân. Đúng là hổ phụ sanh hổ nữ. Vạn Thái Bảo là nhất đại danh tướng, võ công sâu xa khó lường. Có lẽ võ nghệ của tiểu thư cũng không phải là tầm thường. Tại hạ xin được chỉ giáo. Xem ra cậu không biết võ công. Vạn tiểu thư sống trong nhung lụa, không biết võ công cũng không có gì lạ. Phải đó, ta không biết võ công, nhưng cha ta nắm 30 vạn đại quân thì cũng vậy thôi. Đủ rồi, đừng có đi gây sự nữa. Bây giờ chúng tôi phụng lệnh hoàng thượng hành sự. Đích thân hoàng thượng khâm điểm Thủy Đại Nhân và Thành Nghĩa Muội điều tra vụ án này thì làm sao có thể tùy tiện thay đổi được chứ. Phải đó, nếu cô muốn làm trái lại lệnh vua, thôi được, tôi lập tức bẩm báo với triều đình để hoàng thượng định đoạt. Ê, ta chỉ đùa thôi mà, đừng làm phiền đến hoàng thượng. Nè cô nói đó nghe, bây giờ tôi lập tức đi tìm Thập Nghĩa Muội bằng bạc đó. Đi đâu vậy? Tôi phải về Nguyễn Lương Tài. Không được. Tôi có quyền gì cấm tôi? Giữa tôi và huynh không còn gì để nói với nhau nữa. Đứng lại. Cô đang mang lệnh vua, phụ lệnh truy tìm tôi tức bảo điển, không thể nói đi là đi. Sao huynh tàn nhẫn quá, còn bắt tôi phải gặp huynh? Đây là lệnh vua, tôi cũng không muốn. Thôi được, sau này ngoài việc công ra, Thập Nghĩa Muội này sẽ không nói thêm câu nào với huynh. Cô thấy rồi đó, tôi và Thập Nghĩa Muội chỉ nói việc công. Làm sao muội biết hai người đang lo việc công nữa chừng có công tư bất phân không? Muội phải cho tùy tùng theo sát huynh, theo dõi hai người. Nếu như huynh dám làm gì có lỗi với muội thì muội sẽ bắt cả nhà Thập Nghĩa Muội ra chém đầu. Đại sư. Đại sư. A Di Đà Phật. Làm phiền đại sư. Đừng nói vậy, Thủy Đại Nhân đến đây vì bảo điển, lão nạp nhất định sẽ cố gắng trợ giúp. Dám hỏi đại sư, dưỡng sinh bảo điển ngoài luyện khí công ra, nó còn có gì đặc biệt? Bảo điển này được viết bằng Phạn văn. 30 năm trước, lão nạp học Phạn văn chưa được bao nhiêu, đối với ý nghĩa trong đó thật sự hiểu biết rất ít. Xin hỏi đại sư, nếu bây giờ để ông gặp lại dưỡng sinh bảo điển, ông có còn nhận ra không? Dĩ nhiên là nhận ra. 30 năm trước, đích thân thần tăng Thiên Trúc giao bảo điển cho lão nạp, còn phiên dịch hai câu đầu cho lão nạp nghe. Thật sự sâu xa khó hiểu, khiến lão nạp không sao quên được. Đại sư, hai câu đó như thế nào? Nếu nói bằng Hán văn, tức là cực tịnh dĩ động thần khí thông, di dương sơ sinh nạp đan điền. Nghe có vẻ như là khẩu quyết để luyện khí công vậy. Hôm nay lão nạp đối với Phạn văn đã hiểu biết nhiều hơn. Nếu tìm được bảo điển, lão nạp chắc chắn sẽ dịch được hết nguyên văn. Vậy đến gì đó làm phiền đại sư. Thông cái mũi. Không cần lo cho tôi. Đông Lâu, huynh mệt rồi, ăn chút bánh rồi nghỉ ngơi đi. Bánh này do chính tay muội làm đó. Để đó đi. Sao huynh có thể làm như vậy được? Nè, tôi làm gì như vậy sao? Nè, tiểu thư. Cô làm gì vậy? Có phải lỗi của nô tỳ? Cô ra ngoài đi. Chuyện nhỏ như vậy sao đánh người ta? Chuyện nhỏ? Bánh muội làm mà là chuyện nhỏ sao? Thật sự đây là chuyện rất nhỏ nhặt. Tại sao cô lại nổi giận? À, chuyện của muội là chuyện nhỏ. Bách Thủy Đại Nhân đỡ Thập Nghĩa Muội đó mới là chuyện lớn lao, có phải không? Thì tôi muốn cô nói hết cho cô biết hả? Hắn ăn
ăn cơm của muội đương nhiên là trung thành với muội, chuyện gì cũng nói cho muội biết. Còn huynh vô lương tâm, coi thập nghĩa muội như ngọc như ngà, cổ chỉ bị phỏng tay một chút thôi còn đau hơn là xẻ miếng thịt trong người của huynh vậy. Bề ngoài hai người đến tìm Bồ Đề đại sư, thực chất là liếc mắt đưa tình. Đủ rồi, tôi không phải người hầu cô, sao lại để cô khống chế? Thủy Đông Long, huynh không thể ăn nói với muội như vậy được. Muội là con gái của Dạng Thái Bảo đó, muội dành hết tất cả tấm lòng cho huynh thì huynh phải dành hết tấm lòng cho muội. Một mình muội, Dạng Lệ Quân, tôi chỉ nhận lời cắt đứt quan hệ với thập nghĩa muội chứ không nói là yêu cô. Thủy Đông Long, Thủy Đông Long, tất cả cũng là thập nghĩa muội, nếu không có nó, tôi huynh có còn đối xử với muội như vậy không? Bồ Đề đại sư đã biết bí mật của bảo điện. Dạ phải, đại sư Tư Tử Tăng đến báo với cô, kêu cô đến Bồ Đề tự để nói với cô. Chuyện rất nghiêm trọng, phải báo cho Thủy đại nhân biết. Thí chủ yên tâm đi, đại sư đã cho người đi báo với Thủy đại nhân rồi. Thôi được, tôi sẽ đi theo Tiểu Tăng. Đông Long, muội lại làm bánh nè, huynh ăn đi. Chuyện hôm qua là lỗi của muội, muội đã quên rồi, huynh đừng để trong lòng nha. Có phải tôi không ăn, cô sẽ đánh tôi không? Không đâu, huynh nhớ ăn hết đĩa bánh này nha, ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm, muội không phiền huynh nữa. Sao lạ quá vậy, mọi khi có đuổi cũng không đi mà. Thế đại nhân, tôi sắp chết rồi, mau kêu Lệ Quân đến đây. Không được, không được đâu, còn tôi thử về tôi sẽ đến chết. Tôi sắp chết rồi, cổ đi đâu, đi đâu vậy? Tôi không dám nói, nếu nói ra sẽ hỏng việc tốt của cổ. Hỏng việc tốt của cổ? Không lẽ cổ có thói lẳng lơ đi tìm người đàn ông khác? Nói mau đi, cổ đã đi đâu? Ừ, không phải, ở đó là chùa Hòa Thượng, không có đàn ông. Cổ đến chùa tìm đàn ông? Người gạt ta, cứ gạt ta. Tôi không có gạt ông, cổ, cổ đi Bồ Đề tự đó. Nếu ngươi không muốn Bồ Đề đại sư có chuyện gì thì hãy làm theo lời dặn của ta. Ngươi phải nhớ kỹ, lát nữa khi đem trà này đến tịnh thất, tách bên trái là cho thập nghĩa muội uống, có nhớ không? Dạ, bên tay trái phải không? Tôi nhớ rồi. Thập nghĩa muội, để coi ngươi làm sao giành với ta. Sao lại là cô? Không phải Bồ Đề đại sư sao? Người xuất gia có lòng từ bi, thấy chúng ta vì người đàn ông trở thành kẻ thù, cho nên hẹn chúng ta đến đây để chúng ta bình tĩnh nói chuyện đó. Về chuyện của Thủy Đông Lâu, tôi không muốn biết và cũng không muốn xen vào. Đã đến đây rồi thì hãy uống tách trà, nghe tôi nói vài câu rồi hẳn đi. Chuyện đêm đó thật là ngại quá, tách trà này coi như tôi tạ lỗi giùm Đông Lâu. Thầm nghĩ muội à, tôi cũng biết Đông Lâu có tính phong lưu, đã phụ lòng cô, mong cô tha thứ cho huynh ấy. Tôi là vị hôn thê của Đông Lâu, nhân đây chỉ có thể lấy trà thay rượu, thật lòng mong cô bỏ qua cho. Tách trà này tôi đã uống rồi, nếu cô không uống chứng tỏ cô còn trách Đông Lâu và trách tôi. Cho dù tôi có trách, tôi cũng trách Đông Lâu, làm sao lại trách cô? Thập nghĩa muội, muội có sao không? Có chuyện gì? Dạ Lưu Quân, có tâm địa xấu xa, chúng ta đi mau. Thủy Đông Lâu, đã quá muộn rồi, cổ đã trúng thất trùng thất qua đoạn trường tán của muội, sắp chết rồi. Cái gì? Loại độc dược này được bào chế bằng 7 loại trùng độc và 7 loại hoa độc. Khi chất độc bộc phát, da mặt sẽ rất là ngứa, sau đó bị phù, phù lớn như là cái đầu heo vậy. Có chết cũng chết một cách rất xấu xí, huynh cứ từ từ coi cổ chết làm sao nha. Cô... Dạ Lưu Quân, cô độc ác quá. Có trách thì trách Thủy Đông Lâu của ngươi, ta không thích nhìn khuôn mặt khi huynh ấy lo cho ngươi. Lệ Quân, thuốc giải, đưa thuốc giải đi. Muội có nhưng mà không đưa. Cô chết rồi, mặt của muội ngứa quá. Bộc phát rồi. Muội, muội không thể có chuyện gì, muội không thể có chuyện gì. Dạ Lệ Quân, mau đưa thuốc giải đi. Cô muốn tôi làm gì tôi cũng chấp nhận. Thuốc giải đó muội để ở một nơi rất bí mật,
Chứ dù bây giờ huynh lập tức thành thân với muội, muội cũng không đưa cho huynh. Huynh cứ từ từ coi nó chết như thế nào nha. Cô... thì ra cô ép buộc Đông Long thành thân hả? Không nghĩ muội, huynh xin lỗi. Huynh liên lụy muội, huynh không cứu được muội. Muội biết là huynh có tấm lòng, muội đã mừng lắm rồi. Muội yên tâm, huynh sẽ không để muội chết. Huynh sẽ chết với muội. Đừng ốm, đừng ốm Đông Long. Đừng. Sao huynh dại dột quá vậy? Vì muội dại dột hơn huynh biết lắm. Sao ngứa quá vậy? Thất trùng thất quan, bạn thường tán. Ngứa quá. Thí chủ, có chuyện gì? Tại sao ta lại trúng độc? Đâu có làm. Tôi lấy tách trà bên tay trái cho thần nghĩa muội uống mà. Ta nói là bên tay trái của ta, ngươi đã nhầm lẫn rồi. Mau ra kiệu lấy thuốc cho ta. Dạ. Vậy tức là muội không có uống thuốc độc. Nhưng hồi nãy mặt của muội bị ngứa, bây giờ hết ngứa rồi. Không sao thì tốt quá. Không được hôn nhau. Lần này cô hại người thành hại mình đó. Tự chuốc lấy quả. Không được chết muội. Thầm cái muội. Hãy chờ coi, ta không tha thứ cho các ngươi. Xa nhau rồi lại gặp nhau, lại sợ gặp nhau trong giấc mơ. Tóm lại sau này dù sống hay chết cũng được, chúng ta cũng ở bên nhau. Thì ra yêu một người dù có thông minh cũng trở thành kẻ ngốc. Ngay từ đầu thì huynh phải hiểu, cho dù giữ được mạng sống của muội, muội sống cũng không được vui. Cả Thủy Đông Lâu cũng nói là mình ngốc, thì thập nghĩa muội này còn ngốc hơn đó. Huynh yêu tính ngốc nghếch của muội, đầu óc không biết xoay chuyển. Dù có xảy ra chuyện gì, tấm lòng của muội cũng hướng về huynh, quan tâm huynh và yêu huynh. Huynh biết thì tốt rồi. Nhưng lần này thật sự huynh đã phụ lòng của Vạn Lệ Phương. Lỡ như Vạn đại nhân có hỏi tội huynh thì... Muội yên tâm, tóm lại mọi việc cứ để một mình Thủy Đông Lâu này gánh vác. Có gánh vác thì cũng gánh chứ. Sống cũng được, chết cũng được, đời này kiếp này chúng ta cũng không xa nhau. Chàng thái bảo có lệnh cấp triệu hai vị. Chỉ cần ngày ngày ghi chú, một sinh tận lực vì mình, vì để thực hiện chân lý sáng, dù sáng gian chân đều kiên nhẫn. Thân thủ kiên trì kiên trì, cố chấp bình quân ý ngọc vì chủ. Sở hữu sự chỉ yêu sự hữu lý, muốn làm thì làm thiên hiệu chi. Không bất tham mộc sự minh lý, bất nhị quyền vì chỉ xây linh khí. Vui lạc nhân, tôi làm nhân chân tâm, chẳng bị kỷ mũ lưu như đi. Khi đang khi ý xin đi, linh chi bất chi sở chiêu chi, lạc quan nhất sinh ý hữu chi vui tĩnh khí hữu ý sĩ. Hàng hoàng sinh chân tâm做人宗旨，行乐乍变人正志，和我与你一起，广播这诚意。